coi là cảnh đón Tết nè các bạn. Khoảng 8 giờ. Rất đông luôn. Rồi quá đứng đông. Rồi. 2 giờ 5 chưa có xe em ơi. Như vậy là bây giờ là mình đã tới nha. Anh để ốp lẹ nghe. Em ngã ba quấn lát. Đất khổ. Dạ. Nó khổ. Để ốp lại nha. Đó đúng rồi. Đó đúng rồi, đúng rồi. Nó gãy á. Thank you.
lên. Cái chỗ là A21 không mày? À đúng rồi, rồi. Còn đổi không? Còn đổi không rồi. Đồng ghê thiệt á. Đây đâu? Đức Phổ à. Ở đâu?